Đây, cả nhà mình xem view có đẹp không? Thì đây là bến đò Bảy Lèo. Qua bên kia là sẽ là một cái cồn đó, hay gọi là cồn bà hay gì đó cả nhà. Rồi qua khỏi cái cồn đó sẽ qua thêm một bến đò nữa là mình sẽ về tới Bình Đại của Bến Tre nha. Và hiện tại là em đang đứng ở bên đây là thuộc về huyện Tân Phú Đông. Địa chỉ chính xác luôn là thuộc về ấp Kinh Nhiếm nè, của xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay là em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà cùng xem hai lô đất nền nằm ở sát bên bến phà Bảy Lèo này luôn. Và đất sẽ được nằm trên mặt tiền đường công cộng này luôn. Đường này là đường đan 3m nha. Ô tô và vi vu vô đến đất luôn. Đó, cả nhà xem, hàng xóm là có ô tô đậu luôn ha. Thì hai cái lô đất mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cả nhà mình xem á, có diện tích đó là 174m2. Trong đó thì mặt tiền bề ngang là 6m, chiều dài vô là 29m. Mỗi nền là có 100m2 thổ cư và chủ kêu giá là 300 triệu một lô nha. Rồi thì theo cái hướng này là cả nhà sẽ đi ra được đường tỉnh lộ 877B nè. Rẽ phải là mình sẽ đi về khu hành chính của huyện Tân Phú Đông, về trường học nè, chợ hay là ủy ban của xã Phú Thạnh. Còn nếu như mà cả nhà rẽ trái là mình sẽ đi về bến đò Rạch Vách để mà đi về bên Vĩnh Hậu của Gò Công Tây nha cả nhà. Thì hai lô đất mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cả nhà xem á, đất thì nền đã cao ráo hết luôn rồi và có sổ hồng riêng luôn rồi nha. Thì lô thứ nhất á, là mình sẽ được tính từ vị trí cái khoảng ở đây nè cả nhà. Từ vị trí cái khoảng này cả nhà sẽ đo qua bên đây. Lô thứ nhất là tới ngay chỗ vị trí này. Đây. Đó, tới ngay chỗ vị trí cái khoảng này là lô thứ nhất nè, bề ngang 6m, chiều sâu vô hết đất luôn là tới ngay chỗ ở dưới đây có cây trụ nè cả nhà, chiều sâu hết đất luôn là 29m nha. Tổng diện tích là 174m2, có 100m2 là thổ cư, mặt tiền bề ngang là 6m, chiều dài vô là 29m, chủ kêu giá là 300 triệu một nền nha. Nền thứ hai là liền kề luôn từ cái vị trí cái khoảng này. Cả nhà sẽ đo ngược qua tới cái vị trí cây trụ này, cũng là ngang 6m, chiều sâu hết đất tới cây trụ này luôn là 29m nha. Nền này cũng có giá là 300 triệu luôn. Thì cái vị trí ở đây á, xung quanh á, em thấy dân cư cũng có nè. Rồi điện nước wifi á, thì cũng có vô tới luôn nha cả nhà. Và đường này á, thì ô tô là vi vu luôn rồi. Vị trí ở đây sẽ thuận tiện để cho cả nhà mình mua về để mà mình có thể kinh doanh quán nước nè. Tại vì đây là ngay cái bến đò luôn, xe qua lại rất là nhiều. Xe đi từ ở bên đây nè, qua bên cái cồn ở bên đó đó. Cho nên là lưu lượng xe thì qua lại thường xuyên. Cả nhà có thể mua miếng này về nè. Mình có thể vừa làm nhà ở nè ha. Rồi mình có thể vừa mở ra một cái quán nước để mà mình kinh doanh mua bán nước nè. Cho bến đò, dân qua lại mua nước uống ha cả nhà. Qua bên kia nữa là mình sẽ đi về Bến Tre rồi ha. Rất là gần luôn. Rồi thì để em sẽ mở định vị lên để cho cả nhà mình cùng xem nha. Trước tiên thì hai cái lô đất của mình sẽ được quay về hướng Tây nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè, hai lô đất của mình sẽ được nằm ở hướng Tây nha. Từ ở đây mà cả nhà đi 800m thôi là mình đã ra tới được đường tỉnh lộ 877B rồi nè. Đây 800m nè, trung bình 2 phút thôi. Cả nhà sẽ ra được đường tỉnh lộ 877B nha. Đó, ở đây là có tiệm tạp hóa là đầy đủ hết luôn ha. Từ đường tỉnh lộ đó đó, cả nhà rẽ phải là mình sẽ đi về chợ, trường học, ủy ban của xã Phú Thạnh. Cũng là cái hướng để đi về khu trung tâm hành chính của huyện Tân Phú Đông nè. Đi về cầu Tân Phú Đông đang khởi công xây dựng luôn á nha cả nhà. Thì từ đây mà mình đi tới chợ, trường học, ủy ban của xã Phú Thạnh á, thì trung bình cả nhà đi là 1,8 cây số nha. Chỉ có 3 phút thôi là sẽ về tới chợ Phú Thạnh nè, ủy ban nè, rồi quán cà phê nè ha, ngân hàng nè, trạm y tế nè, quán trà sữa nè, rồi trường tiểu học nè, đó, rồi trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông Phú Thạnh nữa nè cả nhà. Đó, cả nhà xem đầy đủ tất cả những cái tiện ích ở đây luôn, không có thiếu cái gì hết nha. Trung bình là 1,8 cây số là 3 phút thôi. Thì mình đi thẳng theo cái con đường ngay chỗ mà trường học này luôn. Mình đi thẳng vô nữa là mình sẽ tới bến phà Tân Long nè cả nhà. Phà Tân Long rồi mình sẽ đi qua bên đường tỉnh lộ 827B. Rồi mình sẽ đi về thị xã Gò Công ha. Còn ở đây mà mình đi tới khu trung tâm hành chính của huyện Tân Phú Đông á, thì trung bình cả nhà đi là khoảng 6,7 cây số nha. 10 phút 6,7 cây số là cả nhà sẽ đi tới khu trung tâm hành chính của huyện Tân Phú Đông ha cả nhà.
cũng khá là gần luôn nha. Hiện tại là cây cầu đang khởi công cho nên là mình vẫn còn phải đi đường đò để qua đây. Thì khi mà giao thông đi bằng đò thì mình sẽ phải đợi chờ đò nè, sẽ tốn thời gian hơn. Nhưng mà sau này khi cây cầu xây dựng xong, giao thông sẽ thông thương hơn nè. Khu vực hai bên sẽ ngày càng phát triển hơn, lúc đó thì đất sẽ lên giá hơn hết cả nhà. Đường đi thì mình thuận tiện hơn. Cho nên là bây giờ cả nhà có thể mua được cái mảnh đất này nè, mình có thể để dành sau này đầu tư bán lại nè, hoặc là hiện tại mình mua, mình có thể kinh doanh quán nước để mà khu vực người dân ở đây người ta có thể qua lại đò nè, người ta có thể sử dụng nước uống hết cả nhà. Rồi còn nếu như mà từ vị trí cái miếng đất của mình ở đây á, cả nhà đi về tới ngay chỗ mà cây cầu Tân Phú Đông hiện tại đang khởi công á, thì trung bình cả nhà đi tầm khoảng 7 đến 8 cây số thôi là sẽ tới nha. Còn nếu như mà ở đây á, cả nhà đi về tới bên thị xã Gò Công thì trung bình á, em thấy là cả nhà đi khoảng 15 cây số nha. Đây cả nhà xem nè. Từ ngay chỗ vị trí miếng đất của mình á, đây từ ngay chỗ vị trí miếng đất nè, cả nhà đi qua bến phà Tân Long rồi mình đi khoảng 15 cây số thôi là sẽ về tới thị xã Gò Công nha cả nhà. Thì trung bình mình đi là từ khoảng nửa tiếng đến 45 phút thôi là mình đã về tới thị xã Gò Công rồi. Còn nếu như ở đây cả nhà đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình cả nhà đi là khoảng 70 cây số thôi, thì trung bình là tầm khoảng 2 giờ đi là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì nếu mà cả nhà mình có quan tâm tới hai cái lô đất này thì mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để tụi em dẫn cả nhà đi xem, sau đó là mình gặp trực tiếp với chủ thương lượng về giá cả luôn ha. Hai nền liền kề, mỗi nền có diện tích là ngang 6. Đó, từ đây qua là ngang 6 nè, chiều sâu vô hết đất luôn là 29m, trên đất là có 100m² thổ cư. Hiện tại đất đã cao ráo bằng mặt đường rồi và chủ kêu giá là 300 triệu một nền nha, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em nha. Để em đi dài dài xuống phía cuối đất cho cả nhà xem ha. Khu vực xung quanh đây thì em thấy đường xá cũng dễ đi nè, đa số là đường bê tông, mà đường bê tông rất là to luôn, đường khoảng 3m, 3m rưỡi không à. Ô tô 7 chỗ là đi vi vu thoải mái luôn ha, có xe máy là mình vẫn có thể né được thoải mái luôn. Và xung quanh thì đất cao ráo nè, mà cũng không có màu mã gì hết trơn á. Đó, bên kia thì có nhà dân nữa kìa. Đó, chứ đây là giáp với đất hàng xóm ha. Thì đây là trụ cuối đất của mình nè. Đó, rồi bye bye cả nhà mình nha. Đây là nhà văn hóa của ấp Kinh Nhiếm này nha cả nhà. Đây, wow, ở đây còn có một căn biệt thự rất là to luôn nè. Khu vực mà gần đất của mình á, là khu vực dân cư hiện hữu nha. Điện nước wifi thì sẽ có đầy đủ hết luôn ha. Đường này á, thì như cả nhà mình thấy á, ô tô 7 chỗ là vi vu vô đến đất luôn nha cả nhà. Có chỗ quay đầu ở trên đất luôn nha. Hướng này á, thì mình sẽ đi ra ngoài đường tỉnh lộ 877B nè cả nhà. Đây thì là trường mầm non nha. Đó, cả nhà xem nè ha. Rồi, thì qua trường mầm non là mình chuẩn bị tới đường tỉnh lộ rồi nè cả nhà. Ra tỉnh lộ này thì rẽ trái là mình sẽ đi về bến phà Rạch Vách, về bến phà Bình Ninh. Bây giờ thì em sẽ dẫn cả nhà rẽ phải nha. Rẽ phải theo cái hướng này là mình sẽ đi về dưới chợ nha, trường học ủy ban của xã Phú Thạnh nha cả nhà. Đó, ở đây thì bắt đầu dân cư sẽ đông hơn nha. Đây là đường tỉnh lộ 877 ha.
Và cũng theo cái hướng này là mình sẽ đi về khu trung tâm hành chánh của huyện Tân Phú Đông, với lại là đi về cái hướng mà cầu Tân Phú Đông đang khởi công xây dựng đó nha cả nhà. Đó, dân cư thì ở đây rất là đông luôn. Chỉ cần mà cả nhà đi ra tới đường tỉnh lộ 877B này thôi thì tất cả những cái tiện ích xung quanh đó là sẽ đầy đủ hết luôn, không có thiếu cái gì hết ha. Từ chợ nè, rồi trường học, ủy ban hay là cây xăng nè ha, nhà văn hóa nè, siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh hay là thế giới di động á, quán ăn, quán cà phê là cũng có đầy đủ luôn. Ở đây thì bắt đầu sẽ đông hơn nè cả nhà. Đó. Đây, có nhà khoa đồ đầy đủ hết luôn nè ha. Đó, cả nhà xem thì ở đây là dân cư rất là đông luôn ha. Rồi, thì em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha.